rồi sau một tiếng đồng hồ là tự động xuất ra khỏi cái tâm thiền đó. Thì cái sự an trụ đó gọi là nhập định, hay còn gọi là an chỉ định. Thì một trong ba loại định này đều được gọi là chánh định. Tamadamari bhagin hari, yajan bhagin kure kama namiyo shivare. Để tâm thái gia đình cả, để vi phạm thân gia đình cả được hiểu sự vấn đề. Rama đồng đi cả nên yoga bù vấn đề, sẽ cho im bộ đi, tin nhau im bộ đi, rồi để ba đi rồi sẽ vấn đề. Tâm thái gia đình cả rồi là cả, tâm tâm ari bây giờ sanh đi nhau siêu bi mà, ở đây sanh sẽ đi vô, sanh sẽ gặp nạn đi à. Sáng sớm ngày mai ngã yêu đi ăn được yêu nam siêu mu yên nhà mẹ gần hồ và vậy đấy ngã tâm thái của ông miao yêu bi ma vi ba đơn là siêu đệ đệ giáo từ tâm thái nhà đi ngã mi được thái ra ngã số ba ba đi ô ma ngã đó si đô vi mô đi bao gồm đi đi lái xe đây mẹ nhà bố nhà già đó anh sẽ đâu mà đi bao giờ được bảo vệ, tâm an tâm an đi mẹ nghe nghe, khẩn đi gặp tâm an đi gặp mẹ, chú cháu đi đâu, giàu nhanh đi ngô, nếu ra được gặp nhà già siêu đó anh đó, yên nhà, tu gia mẹ già này chuyên giáo tu ngô, vi ba đơn là nhà đi gặp, bao giờ vi ba đơn là nhà đi gặp là gì sẽ đi đâu. Mẹ nhà bố nhà già đó anh, tiền nhà huynh mẫu đi bao cố được thì đồ đi nhà vậy. Và khi hành giả có được chánh định thì có thể từ cái chánh định này, một trong ba loại định này chuyển qua thực hành thiền quán. Thì có ở trong Phật giáo có hai dạng thực hành thiền quán. Dạng thứ nhất gọi là Samatha Yanika, là cái sự thực hành thiền quán lấy định làm nền tảng, hay là lấy thiền định làm nền tảng. Và loại thực hành thiền quán thứ hai gọi là Vipassana Yanika, là những cái vị thực hành thuần thiền quán mà thôi, chứ không có thực hành thiền định trước, có nghĩa là không có đắc định trước rồi mới thực hành thiền quán. Như vậy có hai loại người thực hành thiền quán, đó là loại người thực hành thiền định xong rồi mới thực hành thiền quán, và loại thứ hai là thực hành thiền quán luôn chứ không có thực hành thiền định. Vì vậy ở trong đạo Phật, ở trong Trung Kinh thì có đề cập đến hai cái sự giải thoát. Sự giải thoát thứ nhất gọi là Cetto Vimutti, tâm giải thoát. Và loại giải thoát thứ hai gọi là Panya Vimutti, tuệ giải thoát. Thì đối với hành giả thực hành thiền định xong rồi dựa vào thiền định, để dựa vào thiền định để thực hành thiền quán và chứng đắc sự giải thoát giác ngộ, thì người đó gọi là đạt được tâm giải thoát. Còn người thực hành thuần thiền quán mà không có dựa vào thiền định, khi chứng đắc đạo quả giải thoát thì cái sự giải thoát của hành giả đó gọi là tuệ giải thoát. Và khi hành giả thực hành thiền quán thì có thể từ sát na định hoặc là cần định rồi chuyển qua thiền quán, và loại thứ hai là từ an chỉ định chuyển qua thiền quán. Đối với loại hành giả chuyển từ an chỉ định qua thiền quán
Thì sau khi hành giả đó đắc định, có thể là một trong sáu cái, một trong bốn cái tầng thiền sắc giới, hay là một trong bốn cái tầng thiền của sắc giới, sau khi đắc một trong những cái tầng thiền định đó, hành giả xuất ra khỏi cái thiền định đó và quán chiếu cái tâm định, trong đó có những cái chi thiền. Như rồi vào nhất thiền thì có tầm tử, thì là và nhất tâm, nó thuộc về nhân pháp. Và hành giả đó quán chiếu những cái chi thiền thuộc về tâm của cái tâm thiền sau khi xuất ra khỏi cái tầng thiền, và có thể chứng đắc thành đạo thành quả. Và cái sự chứng đắc thành đạo thành quả đó đạt đến cái sự giải thoát, thì cái sự giải thoát đó gọi là tâm giải thoát, chi tu vi mục ti. Còn đối với hành giả sau khi có được sát na định, một cái sự an trì, là một cái sự an trụ tâm ở trên cái đề mục trong thời gian ngắn, hay là trong một cái thời gian dài hơn, và thấy được những cái ánh sáng mờ, thì người đó chuyển qua thực hành thiền quán bằng cách là quán chiếu danh pháp và sắc pháp là những cái hiện tượng thân và tâm xảy ra trong lúc hiện tại. Và khi mà hành giả quan sát quán chiếu những cái hiện tượng thân tâm hay là sắc pháp và danh pháp như vậy, thì chứng đắc thân đạo thân quả, và người đó gọi là người đã đạt được cái sự giải thoát là Panya Vimukti, hay là tuệ giải thoát. Tamari Megan Gandhi, Jinya Megan Gure Kama Sadhava Diondo Tamatha Yanika Lanzin Vipadana Yanika Lanzin Ilo Lanzin Aro Nimi Ye Seishanda Ayap Shepare Mimi Nitete Lanzin Ne Jinya Megan Gokuru Yavare Đúng là đó là Chia Rô Lưu Yê Chóng Đại Nhi Ngô Sa Nhi Thao Nghe Đê Sơn Lưu Sơn Lưu Vyá Nhi Gà Rô Đã Thái Nê Nê Chê Yên Bái Đô Lô Nê Mẹ Kê Sô Tòa Yà Áo Hùng Sô Bì Rô Tâm Á Rì Gô Khân Nhi Gà Tâm Á Rì Chú Trọng Bì Rà Nê Khá Nà Gô Vô Mà Thế Yên Sá Thông Sê Nê Vô Rà Nà Sô Rê Nà Nê Yà อิวรณายะติยายุค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 ติย
nhiên là cái nào đi đâu xô lo tham ăn đi mấy cái gì ăn xem đi nhảy nào để chơi mà ở đây nào chơi chơi ở đây nào đi ăn yếm chơi chơi đồ mồ chơi đi mình đi về chơi chơi ai đi yếm được cũng không có mà yếm được cũng xô lên ai cũng có mà xem cái này cũng tiền bê lại để tham ăn cũng tham ăn đến cả bà tham ăn được thì được đi ăn mà đấy tham ăn đến cả bà mấy cái mà yếu na ai cũng bảo có sinh lý tiền bị lại để khám mà, ta đi đến viện nhà rồi, chú áp viện viện nhà cả, nết sa là cái na, chỗ cả là cái na, nát đạn là cái na, cái khu này siêu lại chuyện của viện nhà mấy cái lúc đi đâu có vào đấy, như vậy có ai cũng được để như thực hành thiền quán. Được thứ nhất đó là dựa vào thiền định để thực hành thiền quán, có nghĩa dựa vào các cái tâm định để thực hành thiền quán. Và con đường thứ hai là từ sát na định hay là cận định chuyển qua thiền quán, hay còn gọi là thuận thiền quán. Và tùy theo cái sở thích, nguyện vọng
hay là thì căn cơ của một hành giả mà có thể chọn một trong hai con đường này. Tuy nhiên ở chùa ở thiền viện của ngài từ khi mới thành lập do ngài Sư Luân Sai Đo là một trong những vị thiền sư được người Miễn tin rằng là một bậc thánh A La Hán thời bấy giờ, thì ở tại thiền viện của ngài hồi đó cũng như là bây giờ, để phát triển được định phần và tuệ phần trong một cái thời gian ngắn, trong một cái thời gian ngồi thiền ngắn, thì ngài thiền sư Su Lưng Xe Đo cũng như là ngài Tâm Tạng bây giờ thì đều khuyến khích các hành giả thực hành thiền định khoảng 30 phút và thiền quán khoảng 30 phút trong một cái thời thiền một tiếng đồng hồ. Thì khi hành giả có thể thực hành trong một tiếng đồng hồ mà vừa phát triển được định phần và tuệ phần, có nghĩa là ba cái chi phần thuộc về định, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và hai cái chi phần thuộc về tuệ, đó là chánh chánh kiến và chánh tư duy. Thì khi một hành giả có thể quan sát thấy rõ các cái danh pháp và sắc pháp thì người đó đang tu tập chánh kiến. Trong một thời thiền một tiếng đồng hồ, sau khi sau 30 phút thiết lập định tâm ở trên cái đề mục hơi thở, hành giả không có quan sát hơi thở nữa mà hướng tâm đến cái cảm giác toàn thân và nhận biết những cái cảm giác nào nổi trội nhất ở trong thân để quan sát. Thì khi hành giả, khi tâm của hành giả nhận biết những cái cảm giác nổi trội thì cảm giác đó thuộc về danh pháp, là thuộc về tâm gọi là danh pháp, và cái nơi phát sinh cái cảm giác đó gọi là sắc pháp. Thì khi hành giả có thể thấy một cách trực giác danh pháp và sắc pháp như vậy thì hành giả đang tu tập và phát triển yếu tố chánh kiến, sự thấy biết đúng. Còn chánh tư duy là cái sự hướng tâm, cái sự hướng tâm đến danh pháp và sắc pháp gọi là chánh tư duy. Thì chánh tư duy ở đây thường là dịch sự suy nghĩ đúng đắn, nhưng mà trong cái thiền tập, đặc biệt là trong thiền quán, thì cái yếu tố chánh tư duy là cái sự hướng tâm, sự hướng tâm về cái đề mục danh pháp và sắc pháp gọi là chánh tư duy. Sau một cái thời gian chánh định, chánh tinh tấn, chánh niệm được phát triển và hoạt động hài hòa nhịp nhàng, thì hành giả sẽ thấy rõ những cái đặc tính của danh pháp và sắc pháp, đó là nó luôn luôn thay đổi biến hóa và không có toại nguyện và không có làm chủ, hay là thấy rằng danh pháp sắc pháp này không phải là ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, không có làm chủ được. Thì khi cái sự hiểu biết thấy rõ đặc tính thay đổi biến hóa là vô thường, bất toàn nghiệp, gọi là khổ,
và không phải ta, không phải của ta, không phải thượng là của ta, không có làm chủ được, ta không làm chủ được, gọi là vô ngã. Từ Pali gọi là anicca, dukkha, anatta, là ba cái đặc tính chung của danh pháp và sắc pháp. Còn gọi là tam tướng, tướng ở đây là cái đặc tính hay là cái bản chất của danh pháp và sắc pháp. Thì cái sự thầy biết về tam tướng cũng gọi là chánh kiến. Thì như vậy chánh kiến ở đây có hai phần: thứ nhất là thấy biết về danh pháp và sắc pháp, thứ hai là thấy biết về tam tướng vô thường khổ vô ngã của danh pháp và sắc pháp. Hoặc là khi hành giả quan sát hơi thở, khi thực hành thiền quán, chứ không phải là khi thực hành thiền định, thì khi thực hành thiền quán, hành giả cũng có thể quan sát hơi thở, nhưng cái đối tượng khi thực hành thiền quán thì làm cái sự chuyển động và gió ở chỗ tiếp xúc trên lỗ mũi, chứ không phải là cái khái niệm hơi thở. Bởi vì khi hành giả thực hành thiền định thì nhìn hay là quan sát hai cái luồng gió đi vào đi ra, và trong thâm tâm của hành giả là ghi nhận hai cái luồng gió này là hơi thở. Thì hơi thở, khi mà ghi nhận, tâm mình ghi nhận là hơi thở, thì đó gọi là cái khái niệm hay là tục đề. Thì cái đối tượng là khái niệm hay tục đề là cái đối tượng của thiền định. Còn khi thực hành thiền quán thì cái sự chuyển động của gió ở trên đầu chóp mũi hay là